Từ vô thị đến nay, chúng ta và tất cả chúng sinh tạo vô lượng quán kết, chỉ có lìa phân biệt quán thân, hành Bồ Tát đạo, dùng nguyện từ bi cứu độ tất cả chúng sinh, chân thành sám hối mới có thể tội nghiệp tiêu trừ. Tại đạo tràng Hòa Thượng Thể Quang ở núi Thanh Nguyên có một ao phóng sinh. Cả đoàn chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào điện bái Phật thì bỗng nghe có người nói: "Ô, cá đây nhiều quá." Mọi người liền tới xem. Lần đầu vừa nhìn vào ao thì thấy trong đó có vô số người xuất gia đang bơi lội qua lại, có đủ già trẻ. Lớp thì trêu đùa nhau, lớp thì gây cãi. Nhìn lại lần nữa thì toàn là cá. Trong nhóm chúng tôi có người hỏi cá: "Các vị là tăng chúng từ đâu? Sao lại bị đọa làm cá trong ao phóng sinh này?" Đám cá đáp: "Chúng tôi đều là người xuất gia bao kiếp nơi chùa này. Do phạm đủ tội nên bị đọa vào địa ngục thọ khổ, tùy theo lâu bao, khi tội mãn thì đầu thai làm cá. Do quá khứ cùng chùa này có duyên nên được các cư sĩ mua đem về phóng sinh trong ao này. Nhờ vậy ngày ngày thính pháp nghe kinh, đời sau có thể làm người xuất gia tu hành tại đây. Cầu xin quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi." Thế là chúng tôi vào đại điện sám hối thay cho chúng, nguyện cầu Phật lực cứu bạc lũ cá trong ao sớm được mang thân người xuất gia tu hành, thoát đi tam giới. Lúc đó tôi nghĩ mình có thể cũng đã từ ba cõi ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà đến nhân gian này, nhờ được minh sư khai thị mới biết đoạn ác tu thiện và học Phật. Sau khi tôi học Phật được một năm thì tiếp được điện thoại của Ngài Tuyên Hóa từ nước Mỹ xa xôi gọi qua. Ngài còn bỏ tiền ra mua vé mời toàn gia tôi qua Mỹ đến vạn Phật thành. Lúc đó tôi mừng tới nỗi suốt mấy ngày không ngủ được, bởi Ngài Tuyên Hóa là vị cao tăng vang danh thế giới, sao có thể biết và gọi điện cho một kẻ tiểu tốt vô danh như tôi. Đây có thể nói là duyên số. Trước kia đã từng có người tiên đoán cảnh báo là sau này tôi sẽ trở thành đồ đệ một vị sư ở Tây Phương. Vậy nước Mỹ chẳng phải là Tây Phương sao? Có lẽ thời khắc nào người cùng người tương ngộ với nhau, nhưng duyên ấy sớm đã được định sẵn hết cả. Xem kinh Phật rồi mới biết, bất kể thiện hay ác duyên đều do kiếp quá khứ có duyên nên đời này mới có dịp tương hội. Nếu đời này không hiểu, không biết chuyện ác duyên thành thiện duyên thì quan trái sẽ kết càng sâu, và đời sau bất kể gặp nhau ở đâu, oán hận càng tăng kịch liệt. Chúng ta thường gặp qua chuyện này. Có người mình vừa mới gặp, bất kể họ anh tuấn mỹ lệ đến đâu, trong lòng ta vẫn thấy không chút thiện cảm, thậm chí còn nổi lên niềm ghét khó ưa. Còn có người dù ta mới gặp, tuy họ không có gì xuất chúng, nhưng không hiểu sao lòng mình lại rất mến mộ, ưu ái. Loại cảm giác này là do tác động của thiện duyên hoặc ác duyên chi phối, lưu ảnh hưởng kéo dài từ tiền kiếp đến giờ. (Cười)